Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các ông lục máy cưa xích Nhật bãi nhé. Lô này em lên sẽ là lô chữ W. Giới thiệu sơ qua về lô máy này sẽ gồm có máy Shideoa này, Echo này, Echo nhá, Ryubi Komatsu, Estin, Echo, Tanaka, Giải Cụt và Makita nhá. Rồi ok, thì đầu tiên bác là xem clip thì vui lòng cho em xin một nút like các bác nhé, nút đăng ký kênh và chuông thông báo sản phẩm khi các bác mua cưa xích bên em, ba món theo kèm giữa tít tô vít nhá. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và tất cả sản phẩm sẽ bảo hành đối với sản phẩm máy cưa nhà em là nòng điện bơm nhớt là 9 tháng cho bác nhé. Nòng điện bơm nhớt là 9 tháng cho bác này. Xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Lô máy ngày hôm nay. Rồi, giới thiệu chi tiết nhá. Vào clip luôn. W1. W1 ngày hôm nay thì có con máy đến từ thương hiệu của Makita. Con này là Makita giá mềm nhá và đặc biệt chạy cực kỳ là ngon. Mã của nó là MD336 này. Con này mà các bác hạ cây đứng nhá, vành gỗ tầm đường kính là 40-45 mà vành nó tầm 100, các bác hạ cây đứng đi cắt tầm trung nhá, tầm thì xoan này, keo mỡ với các kiểu này là rất là ngon các bác nhá, dừa riếc nhá. Đấy, trọng lượng máy con này chỉ là 5kg thôi. Máy thì được trang bị xuất là 36cc, nòng 40 ly nhá. Đấy, con này chạy cực kỳ là ngon, rất lợi xăng luôn. Dòng này thì tua lớn, rất an tải luôn nhá. Makita MDE336 các bác nhá. Bơm xăng phụ đây này các bác này. Đó, khi lưu ý khi có bơm xăng phụ này thì các bác vận hành các bác khi mới châm xăng nhé, các bác ấn cho nó căng cái bơm xăng phụ tầm 4-5 phát thôi. Rồi, con số 1 ngày hôm nay 1.7 triệu nhận W1 1.7 bao phí ship MDE336 36C nòng 40 ly, lam của nó mặt cắt 35-40, xích là xài xích chung 91 các bác nhé. Rồi, test nổ W1 cho các bác này, một con máy ngon bổ rẻ nhé. Con này thì cắt bao ngon mà giá thì bao mềm, chỉ là 1.7 triệu thôi bao phí ship. Rất êm luôn nhé. Con này cắt rất là sướng nhá. Các bác cắt tầm trung rất là ngon. Giá của nó rất là vừa tầm. Đấy, mình các bác nào kinh tế hạn hẹp nhé, các bác mua con này về cắt thì bao VIP cho các bác luôn, 1.700.000 W1 bao 1.7 bao ship. Rồi tiếp theo W2 ngày hôm nay một con cưa tay cụt Tanaka, một con cưa tay cụt Tanaka. Con này mã của nó này PMS330A nhé, 33cc, nòng 37 ly. Con này thì máy thích hợp cho bác cắt củi gia đình, cắt xung quanh vườn nhà, cắt leo trèo tỉa cành. Trọng lượng máy con này là 4kg nhá. Thì những cái dòng cưa mini này thì rất thích hợp cho các bác có tuổi rồi. Đấy, các bác nào muốn mua con máy cắt xung quanh vườn nhà, cắt củi, cắt tỉa, cắt cành, cắt nhánh nhá, thì các bác tham khảo con này. Đấy, bô vọng còn đẹp keng này. Đấy, máy móc này làm xích riêng theo máy là cái mặt cắt là 35-40, xích chung 91. Nó chỉ bị chảy đi cái chữ thôi các bác nhá, nó chỉ bị chảy đi cái chữ thôi. Máy móc thì cái lớp làm là lớp sơn này, nó chưa bong luôn. Cái lớp chữ này thì nó không tránh khỏi vì chỉ cần có dầu chảy vào thôi là nó đã chảy đi rồi. Mặt cắt của nó là 35-40, xích là xài xích chung 91. Các bác nào mua về cắt củi gia đình, cắt leo trèo tỉa cành thì các bác tham khảo con này. Dòng mini này thì ưu điểm lớn nhất của nó là nó rất là gọn nhẹ và đặc biệt cắt rất là lợi xăng, cắt rất lợi xăng các bác nhé. Siêu lợi xăng luôn, 33cc, 37 ly, ốc áng thì 7 màu này, rất đẹp luôn các bác nhé. Rồi tiếp theo W2, 1.800.000 bao phí ship test nổ này. Bao mạnh luôn, cắt cực kỳ khỏe nhá, chạy hai bạc luôn cho các bác nhé. Số 2 1.8 bao phí ship đây. Rồi số 3 ngày hôm nay là một con cưa tay dài nhá. À, con cưa này cũng là cưa mini. À, cưa tay dài cắt gia đình, cắt cành. Con này thì được trang bị chụp giật trợ lực lớn này, đời này đợi trợ lực lớn nhá. Thì các bác là có tuổi rồi hay là cánh là chị em phụ nữ rất là dễ dàng sử dụng và rất là chuộng các bác nhé. Con này thì mã của nó là Tanaka PMS330. Con này thì sẽ được trang bị công suất là 33cc, nòng 37 ly, một cái chụp giật trợ lực lớn to chà bá các bác này. Máy móc này làm xích theo máy này, rất đẹp luôn nhá. Mặt cắt là 35-40, xích là xài xích chung 91 nhá. Trọng lượng con này là 4,5kg nhá. Máy cho các bác cắt leo trèo tỉa cành.
cắt củi gia đình, cắt nhánh, cắt xung quanh vườn nhà các bác nhá. Máy móc thì liền lạc đẹp, nói chung là con này là con đời cao. Được trang bị một cái chụp giật trợ lực lớn này thì giúp tối ưu hóa trong cái việc vận hành, máy thì siêu nhẹ nổi cho các bác nhá. Rồi tiếp theo con số 3, 1.900.000 bao phí ship nhá, test nổ con số 3 cho các bác này. Đó, các bác nào mua cắt gia đình mà cắt những loại trợ lực lớn này thì phải nói là hết bài luôn. Thì các bác cắt xung quanh vườn nhà này, cắt cành, cắt nhánh này. Con này thì em quên không có châm xăng cho nó nhá. Xăng không còn nhiều. Con này thì cắt củi này, cắt cành, cắt xung quanh vườn nhà cực kỳ là ngon luôn. Tay dài, trợ lực lớn nhá. Đó, con này nó giống con Makita 333, y hệt con Makita 333, chỉ khác là cái vỏ thôi. Đó, các bác cái đời 333 thì chạy cực kỳ là ngon rồi, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và được cực kỳ là được ưa chuộng các bác nhá. Chạy bao ngon cho bác luôn. Con số 3, 1.900.000 bao phí ship này. Tiếp theo W4 ngày hôm nay là em có con máy cưa, cưa khai thác, cưa lớn, giá mềm cho anh em nhé. Con này là Echo. Con này là mã của nó Echo 452 các bác này, 452 nhé. Con này được trang bị công suất lên tới là 45cc, nòng 43 ly cho các bác nhé. 45cc, nòng 43 ly, bô này còn màu đồng luôn cho các bác, rất đẹp luôn nhé. Cái lam của nó này là lam bản bự này, mặt cắt là đi 40, làm 45 xích là xài xích chân 72. Xích là xài xích chân 72 các bác nhé. Con này trọng lượng của nó rơi tầm 7,5 kg. Thì cái dòng này là một cái dòng rất là đồi đồng cối đá, siêu trâu bò. Thứ hai là những cái dòng này các bác mua về nhé, các bác mà kinh tính hạ hẹp muốn mua con máy mà khỏe này, kiểu mình xẻ xiếc ở nhà, muốn cắt mạnh nhá, muốn đi khai thác mà giá mềm, thì các bác tham khảo con này. Con này là 45cc, nòng 43 ly luôn. Con này thì trọng lượng 7,5 kg, làm Latin, làm Echo. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhé. Con này thì trọng lượng của nó rất là nặng, cho nên là anh em nào mua con máy mà khỏe thì có tham khảo con này, cầm cực kỳ đầm tay, cầm cực kỳ đầm tay nhé. Bô bọng rất đẹp luôn các bác này. Đó, con này là Echo 452. Dòng này thì siêu bền rồi, một cái dòng máy phải nói là siêu bền luôn các bác nhé, cực kỳ trâu bò, hơi hám rất là bền. Rồi con số 4 ngày hôm nay, W4 ngày hôm nay, Echo 452, một con khai thác, giá mềm cho bác nhé. Con này giá 2 triệu, bao phí ship cho anh em. Anh em mua về xẻ xiếc là dùng con này cực kỳ là ngon nhé. Giá thì ưu đãi, cực kỳ đầm mềm, giá chỉ 2 triệu thôi, bao phí ship nhé. Test nổ con số 4 cho bác, Echo thì xài cực kỳ là sướng rồi. Cực kỳ phê, xài con này. Rồi tiếp theo W5 ngày hôm nay lên cho bác một con Estin, tay lỡ siêu VIP các bác nhé. Estin là thương hiệu cưa phải nói là hàng đầu thế giới rồi, chất lượng thì khỏi bàn rồi. Con này thì máy rất đẹp luôn các bác này. Con này là Estin, mã của Estin 009 nhé. Đấy, nó còn nguyên cả cái màng lớp ni lông này. Đấy, em không có bóc hết nhé. Đấy, các bác nào thích về không, mình về bóc ra thì nó sáng hơn. Con này thì máy được trang bị công suất lên tới là 40cc, nòng 40 ly. Mà các bác đang tìm kiếm con cưa mà thiết kế gọn gàng. Đó, thiết kế gọn gàng, công suất cực kỳ khỏe nhá. Con này thì các bác để, các bác đi cắt chuyên nghiệp, các bác cắt gia đình, để trong nhà, cắt đồi, cắt nương hay cắt trang trại các kiểu, phải nói là siêu bền luôn. Đặc biệt thì máy quá đẹp luôn cho bác nhá. Con này thì quá đẹp luôn, trọng lượng máy 5kg, làm xích theo máy này, làm mặt cắt là 40, làm 45, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Xích là xài xích chung 91 nhá. Con này thì thắng xích thắng trước thì đủ cả các bác này, thắng xích đủ cả nhá. Ốc áng này. Đấy, bảy màu các kiểu rất đẹp cho bác nhá. Máy cực kỳ đẹp luôn, sáng bóng luôn. Con này thì đẹp xuất sắc rồi. Đẹp trên 90% cho bác rồi. Quá nét. Quá nét luôn các bác nhá. Con này thì giá của nó là 2.100.000 W5. 2.100.000 bao phí ship cho bác nhá.
Rồi em test nổ con W5 cho bác này. Con này thì phải nói là hàng đôi đồng đôi đá. Các bác nào muốn vận hành máy mà phải nói là cắt một ngày, các bác cắt 12-15 tiếng mà cắt chuyên nghiệp ok nhá, thì các bác tham khảo con này. Con này đi cắt chuyên nghiệp thì phải cực kỳ ngon, cắt phân đoạn cực kỳ ngon. Con này giá 2.100.000, bao phí ship còn W5. Test nổ này cực kỳ giòn này, nghe tiếng giòn thì phê luôn. W5 2.100.000, bao phí ship cho anh em. Tiếp theo W6 là một con máy đến từ thương hiệu Komatsu, một con Zubi, mã của nó ESK440. Con này là máy thiết kế kiểu tay dài nhưng là máy đồng đứng nhá. Giúp thứ nhất là cái trọng lượng của máy siêu nhẹ 4kg. Nó sẽ được thiết kế là cái đồng đứng cho nên là cái khả năng vận hành của nó là siêu dễ dàng luôn. Đặc biệt thì đối với cánh đi cắt công trình hay phải leo trèo tỉa cành cần một con máy mà độ nhạy nổ cao thì các bác tham khảo này, dòng này thì siêu nhạy nổ luôn. Thêm nữa thì các bác để lâu nhé, các bác để lâu thì giật cực kỳ nhạy nổ luôn. Nó một cái dòng máy nhạy nổ nhất trên thị trường rồi. Chụp giật của nó, chụp giật ra trợ lực này. Đó, con này thì 40 ly. Con này là 3536cc 40 ly nhá. Trọng lượng máy chỉ 4kg thôi. Lam của nó là lam Latinx ZB, mặt cắt là 35 lam 40. Xích là xài xích chung 91 nhá. Đó. Con này thì trọng lượng nó nhẹ. Và đặc biệt thì các bác nào mua về cắt gia đình, đối với các có tuổi rồi nhá, mua về cắt gia đình con này cực kỳ ngon. Cực kỳ ngon luôn. Cắt leo trèo tỉa cành, cắt công trình mà con này cắt gia đình thì phải nói tuyệt vời luôn các bác nhá. Rồi, con số 6 ngày hôm nay 2.200.000, bao phí ship nhá. Giảm giật của nó này bằng lò xo cực kỳ êm, chụp giật là trợ lực lớn, giật siêu nhạy nổ luôn các bác nhá. Rồi, test tổ con W6. Con này giá 2.200.000, bao phí ship. Mua về mà cắt gia đình mà con này phải nói là hết bài luôn, cực kỳ dã man, cực kỳ sướng luôn, cắt rất là nhanh nhá, cắt rất là ngọt luôn. W6 2.200.000, bao phí ship. Rồi tiếp theo W7 ngày hôm nay thì em có con khai thác tầm trung, con này là đến từ thương hiệu của Echo, con này là mã của nó CSV381 này, con này được trang bị công suất là 40cc nhá, nòng 40 ly, máy tầm trung máy lớn nhá. trọng lượng máy là 6kg. Máy thì rất đẹp luôn, lam là theo máy này, lam Latinx này, mặt cắt là đĩa 35 lam 40, xích là xài xích con này xài xích chân 325 các bác nhé, xài xích chân 325. Thì con này các bác hạ cây đứng tầm đường kính là 50 là rất là ngon, và đặc biệt cái dòng Echo này thì vận hành máy thì trong cái thời gian dài máy càng nóng càng bốc luôn. Các bác đã xài qua Echo các bác biết rồi, máy chạy cực kỳ là bền nhé, cực kỳ là sướng và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Con này 40cc nòng 40 ly cho anh em nhé. Bơm ra phụ với nằm ở đây các bác nhé. Trọng lượng máy do 6kg cho bác này. Đó, máy móc thì đẹp. Rồi con số 7 ngày hôm nay, giá của nó này là 2.600.000, một con Echo 40cc nòng 40 ly cho bác nhé, 2.600.000, bao phí ship. Ô, vô cách âm luôn. Rồi, số 7 2.600.000, bao phí ship. Tiếp theo số 8 cho anh em. Số 8 ngày hôm nay là con Echo 441 nhá. Con Echo 441, con này phải nói là thuộc cái diện mà phân khúc là nồi đồng cối đá hay anh em miền Tây cực kỳ là chuộng nhá. Nó sẽ sở hữu vòng tua rất lớn luôn. Con này thì được trang bị công suất là 44cc, nòng 43 ly cho các bác nhá. Máy móc này, các bác nhìn cái hơi đó này, cực kỳ sáng nhá, cực kỳ đẹp luôn. Con máy này thì bên trong mới như chưa xài, đẹp 95%.
lam của nó này, mặt cắt là đi 45, làm nối làm tản nhiệt, làm cộng lực nhá, cắt cực kỳ là bền luôn, xích là xài xích lỡ, xích chân 325. Trọng lượng máy con này nó rơi tầm trên 6 kg. Con này thì thích hợp cho bác đi khai thác chuyên nghiệp nhá, khai thác chuyên nghiệp cần một con máy lớn 44cc, nòng 43 ly và đặc biệt cái hệ này anh em miền Tây rất là thích. Đối với cái hệ này các bác vận hành máy mà phải nói trong khoảng thời gian 24/24 luôn, máy chạy cực kỳ bốc và cực kỳ bền luôn. Dòng này là hệ anh em miền Tây thì xài cực kỳ phê. Hơi hám của nó mạ rất là dày, tua cực kỳ lớn nha các bác nhé. Echo 411 con này thì tua nó như một cái chiếc xe thể thao luôn. Cắt rất là phê, rất là sướng nhá. Máy thì cực kỳ đầm tay. Đấy, bu này và sáng này, cực kỳ xuất sắc nhá. Rồi, số 8 2.700.000 bao phí ship cho con Echo nữa các bác nhá. Echo 411 máy lớn cho bác nhá. Test nổ này, con này xẻ chiếc ngon. Phải nói là siêu mạnh. Echo 411 siêu VIP, con này giá là 2.700.000, số 8 nhá. Tiếp theo cuối cùng W9, cuối cùng W9 ngày hôm nay. Em có con máy đến từ thương hiệu của CDOA, con này là CDOA 395. Nói thương hiệu CDOA chắc không phải giới thiệu nhiều rồi. Nó là thương hiệu cưa số 1 của Nhật Bản rồi. Con này làm dài nhá, mặt cắt của nó này. Mặt cắt của con này là 45, làm 50, xích là xài xích đỡ, xích chân 325, làm là tình tản nhiệt nhá. Trọng lượng máy con này là 6 kg, 40cc, nòng 40 ly, thì máy thích hợp cho bác hạ cây đứng, banh gỗ, tầm đường kính là đi 45-50. Và các bác cần một con máy mà tua lớn này, độ bền, độ tiêu hao nhiên liệu ít mà cực kỳ là VIP thì các bác có thể tham khảo con này. Con này là CDOA 395, 40cc, nòng 40 ly các bác nhá, nòng 40 ly. Dòng này thì tua cực kỳ mạnh, cắt thì phải nói là bao phê cho anh em, bao phê cho anh em các bác nhá. Rồi, con cuối cùng W9 ngày hôm nay, CDOA làm Latin tản nhiệt. Rất là đẹp nha các bác nhá. Rồi, test nổ con số 9 nhá. 3 triệu CDOA 395. Bao ship. Cuối cùng 3 triệu bao phí ship nhá. Đó, ok, anh em có tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 2330. Xin chào tất cả mọi người.